Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay mời quý vị nghe bài đọc đức tin liên quan mà không biết. Phạm Thị Tú Hằng cho xe chạy chậm chậm qua khúc quanh cung thiếu nhi hướng về phía chợ Cần Thơ để về nhà. Vì nơi đó đang xảy ra một tai nạn giao thông, đông người hiếu kỳ quá, lực lượng bảo vệ thổi còi ra lệnh cho mọi người phải đi tới, không ai được dừng lại xem. Tú Hằng vừa nhích xe tới, vừa hỏi những người đứng nghẹt trên đường, có ai chết không? Có, chở đi rồi, nhưng chắc chết. Tò mò, Hằng cố gắng nhìn cho bằng được vào khu vực tai nạn, nhưng chẳng thấy gì. Qua khỏi khúc đông người, Hằng vẫn chạy chậm chậm, cảm giác ghê ghê, sờ sờ về một người đã chết, làm cho Hằng ớn lạnh sau lưng. Nhưng về đến nhà, lao vào việc bếp núc, Hằng quên tất cả những gì đã xảy ra. Bất chợt, có tiếng vọng trước sân hỏi, có phải nhà anh Ân không? Hằng trả lời, phải, và hoàn toàn không nghĩ gì đến tai nạn mình vừa đi qua. Người kia thông báo, anh Ân bị đụng xe, chở vào bệnh viện đa khoa và đã chết rồi. Hằng bối rối, chỉ kịp hỏi, đụng ở đâu? Ở khúc quanh cung thiếu nhi. Hằng rạ rời suy sụp như cái xác không hồn đến bệnh viện nhận thi thể của chồng. Chị Hằng đi ngang qua nơi chồng mình bị tai nạn mà không hề biết. Lòng vẫn bình thản cho đến khi hiểu được tai nạn kia liên quan đến chính cuộc đời chị. Nhiều người đi ngang qua thập tự giá, nghe, biết về sự chết của Chúa Cứu Thế, nhưng đã không hề nhận ra mối liên hệ giữa cái chết ấy và cuộc đời mình. Có lẽ vì biểu tượng thập tự giá đã trở nên quá quen thuộc nên người ta vẫn tưởng rằng đó là một câu chuyện về một người Do Thái xa xưa không liên quan gì đến cuộc sống của họ. Ngay cả một ít người dù ngồi trong thánh đường vẫn chưa nhận biết được mối liên hệ đặc biệt giữa sự chết của Chúa và đời mình. Hãy tìm kiếm để hiểu rõ ràng về cái chết của Ngài liên quan rất mật thiết đến cuộc đời của chúng ta. Câu gốc suy gẫm: Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin tròn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Sách Timôthê nhất chương 1 câu 15. Amen.